Cũng trong tối qua ngày 20 tháng 4, lễ trao giải cánh diều vàng 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm thuộc nhiều thể loại như là phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu, phim hoạt hình. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tham dự giải với phim tài liệu Mẹ ơi con đã về và đã vinh dự nhận được hai giải cánh diều vàng. Tham dự giải cánh diều vàng năm nay có 143 phim và 6 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Ở mỗi thể loại, ba tổ chức đã trao giải cánh diều vàng, cánh diều bạc và bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc. Cánh diều vàng cho phim điện ảnh và phim truyền hình lần lượt được trao cho Trung số và Tuổi Thanh Xuân. Hai bộ phim Khi đàn chim trở về và Tuổi Thanh Xuân đã gặt hái nhiều giải thưởng nhất trong nhiều hạng mục như nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình, nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình. Năm nay, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tham dự giải cánh diều với phim tài liệu Mẹ ơi con đã về. Nội dung là cuộc hành trình trở về tìm lại cội nguồn của một nhân vật trong chiến dịch Baby Leaf năm 1975. Bộ phim đã giành hai giải cánh diều vàng, gồm cánh diều vàng cho phim tài liệu. Và với bộ phim Mẹ ơi con đã về, đạo diễn Lương Minh Đức đã vinh dự nhận giải đạo diễn phim tài liệu xuất sắc nhất.